Em xin chào ông bà, cô chú, anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột nha. Chào cả nhà, chào mấy anh em. Chào cả nhà. Giờ anh em bắt sớm được mớ chuột với ra ngoài đồng giành giật lụm được mớ hột vịt. Anh em sẽ nấu cơm ăn cả nhà ơi. Nấu cơm ăn rồi mình đợi máy cắt nó lại, cắt miếng lúa này nè, không biết sao đây. Không biết kịp không á, nếu mà nắng thì nó cắt, còn không nắng thì nó mưa. Chút xíu cắt luôn Út Hoành nè. Đem bao bỏ ngoài rồi đó. Con cầm cái nồi nó làm gì mấy Tường? Dạ con đang đợi nước luộc. À, luộc dưa leo ha. Ủa dưa leo luộc hả? Quá, điều vậy múa nồi. Múa nồi cái coi. Múa hồi đó không còn trái mà dưa leo luôn á. Rửa chưa ạ? Dạ. Chưa rửa. Nghĩa làm gì vậy? Dập chuột hả vậy? Nghĩa? Dạ. Dập chuột hả? Nghĩa có chào ông bà cô chú chưa? Rồi đưa cái tay vô coi dập xuống được không? Bỏ vô miếng muối còn miếng bột ngọt. Nhóm lửa là nghề của dưỡng ba mà. Chuột làm gì ăn mấy anh? Điên cho gọn đi. Chuột không mấy bữa nay mình làm món lạ lạ đi. Thì đó mình chặt cái mình tái chanh cái mình chấm bồ tạc hay gì đó. Bồ tạc đâu cha? Mua. Đố cả nhà anh tính làm gì ngồi bên đó là làm gì đây? Tại gì? Để vậy hả? Đấy, múc lúa vậy. Múc lúa, múc lúa. Sáng đậu chưa nấu nướng gì luôn anh ơi. Ui, vô. Này sao gió hiu hiu, tôi nhớ về quê ngoại tôi quá trời vậy ta. Ê, dưa leo chín lắm mày. Dưa leo xôi ba đào bốn chuyện rồi. Chưa, canh chưa về. Mình vớt dưa leo ra đi. Để cho thăm. Ở đâu được trái măng cầu ngon vậy? Sâu cũng đi mua. Tại cũng tính bán sâu rồi bán rẻ. Măng cầu cả nhà ơi. Măng cầu này mấy Tường ăn măng cầu đi con, ngồi xuống đây nè. Dạ. Ngồi cho cục đá kìa con. Đá cho đó kìa. Rửa chén muối vô. Quá ngon. Quá ngon măng cầu ơi.
ngầu ngon quá hả? Mấy thứ ăn được không ạ? Mấy thứ được ăn được á. Cậu Nghĩa ơi. Quá ngon. Bột không mà cả nhà ơi. Vừa ăn ghê ha. Chua không? Không. Mời bác ghé cho này mua nữa. Có bao không mà ăn được? Có. Cậu Dương Bác. Những bài đẹp trai. Mời cả nhà. Chắc miếng muốn nữa. Nó lấy con nè. Ngon rồi, ngon con. Rỡ chấm lên đó con. Ây da. Rồi, hình như kế mà cầu hình như nãy cô không muốn mua về cho vợ nó hay vậy. Anh biết đi hồi về cái gặp mệt lắm à. Dưa leo chín hết trơn rồi. Bây giờ Úc Anh không có nhà cho mình chơi cái đồ hồ dịch luôn nên tính lấy hồ dịch chứ tính. Luộc đi, luộc đại đi, hồi dầm nước mắm ăn luôn chứ chấm nó này ăn được rồi. Hồ dịch mình luộc, cần gì vỏ. Ừ. Không có ăn vỏ đâu. Ừ, để đi vô quên quay lại đập cái dẹp nét cho đi. Ăn này con. Dễ sống ha. Mua gì không anh? Mua gì rồi ăn hả? Mua đồ ăn gì chứ hộp vịt hả? Vừa ăn hết thì tao chừng nào hết báo cáo tao biết được, tao điện cho anh Tiến hoặc là anh Hùng được. Bé nè. Hả? Ủa Thanh, mua đồ ăn gì chứ hộp vịt hả? Mua đồ ăn gì chứ hộp chuột hết rồi. Chuột bao chứ không? Chuột chuột đây. Ai chơi đâu? Ai chơi đâu? Chuột chuột đây. Lỗi nha, hộp vịt luộc hết rồi. Gặp tao là thì cái gặp tao là chai dầu ăn bay cái dèo rồi đó. Chuột chuột à. Đặt đi mua dầu ăn về trễ. Bê chân. Nó bụng dữ lắm rồi. Ủa, miếng bò lạnh lâu lâu quá chứ không cậu ăn ngon hả? Mới mùa đó. Trời, nãy vậy. Con không biết gì. Chế cậu đó mày ăn thấy quen không anh? Cái mùi quen quen rồi chứ. Mua nó giấu tôi giấu em ôi cậu trong bao em chứ cần cầu trong bao đấy em em mẹ đang lén đi có chút xíu mà điêu chân đấy à. Con cầu ngon ha em cả nhà nha ngon không rồi nãy mua trăm cộng định đựng trời ơi về cho vợ tôi ăn đỏ ăn thương tôi lúc mà. Quá trời ăn tôi rồi. Ủa chắc nước cơm chưa? Chưa. Có gì chắc. Bỏ nước cơm anh mà. Bỏ rồi. Có được một bỏ rồi. Lấy mấy thùng mì để xuống nhà ấy đi. Dạ. Bầm hành, sắc hành rồi ha, làm cho dữ ha, hộp dịch xong chưa? Hộp dịch chín chưa? Dịch chín rồi, nhắc xuống rồi lột lên tính rồi. Để cho nó nguội lột thì nó mới nhắc xuống đi không sao? Để cho nó nguội cái cơm và lột cho mình ăn tráng miệng. Mới được không hả? 8 người rồi nãy, 9 chín. Nay mình có 37 người à. Thì là chia làm sao? 7 người mà 9 trứng chia thì như thế nào? Tôi thấy chia không được rồi đó. Sao sao? Ngưỡng trứng. Có 3 trứng, ngưỡng trứng. Ngưỡng trứng 7 trứng. Ờ, nghĩa nó chia kìa. Có 3 trứng. Nghĩa nó chia là nó 3 trứng.
còn nhiêu ngượng trứng cũng hay á. Mày đại cài nghĩa ơi, thằng nhỏ đại cài. Nước mắm này anh tính rồi, chấm chục chiên à. Cho cho Tú làm đi. Chế nước mắm bầm xài đi. Cầm máy rồi. Gọi cái xài luôn em. Này ổ chiên chuột hay là chiên tỏi? Để thôi nó xé. Đố mà ổ phanh chứ chiên mà để tỏi vô vậy là sao? Tào lao. Dớt ra đây hồi ăn đó. Chiên vậy là để ra hồi là dớt ra ăn. Tính nói hay thằng nhỏ đại cài cho thằng nhỏ ngàn đi học. Còn con béo nè. Hết chiên con béo không? Giới. Rồi. Vấn đề luôn cả nhà. Chuột bữa nay anh Ốc Hoành làm cái món chuột chiên suốt cà nha cả nhà ơi. Bầm mấy trái cà đây em ơi, hồi suốt vô cà. Hoành nãy cầm bọc gì đó? Dạ tương ớt, dạ tho, hột vịt. Trời ơi, tự nhiên trời. Cầm cái vỏ chút vô coi Ốc Hoành. Mua dầu, mua chai dầu nhỏ xíu à, tiếng á 3.000 bạc đó, ít lắm. Đóng nút luôn hả? Đóng nút 13.000 luôn hả? Vô đồng á, không có cái gì, không có cái này ăn, cũng có cái kia. Không có chuột thì cũng có hột vịt, không có hột vịt thì cũng phải có chuột. Ủa mà sao nãy mình đi lụm hột vịt mà hồi nãy mình không bắt luôn con vịt ta? Bắt con vịt có căn cuốc mà. Vịt nhóc trong động nó cho nó lụm hết luôn đi. Có chồng nướng ăn à. Sao kỳ vậy? Ghê nghĩa ngồi giữa đâu mà cái bộ đồ thấy ghê vậy trời. Được lắm bây giờ. Trời ơi trời, nướng chuột khét hết trơn à. Thật trơn luôn anh tính à. Thanh này ác. Thật ơi là trời ơi. Ngẹt hết trơn luôn à. Nè. Nướng chuột hết ham mà tính gì cho con chó ăn mà vậy nữa này thôi bỏ luôn đi. Mà để luôn. Trời ngon. Mày nín ha. Hôm nay chiên chuột hay ta. Chứ chiên chuột vàng nín ta. Trời con nó cũng vàng nín, nín vàng luôn á. Mày nín luôn ha, con nào đây quá im. Xì xong. Thằng nhỏ đại cài vậy. Easy. Chảo chiên không dính không hay. Thường qua lần nào cũng có chuột ngon chứ á, chuột béo mà. Ở đây luôn đi con. Được. Ha. Sao ở đây luôn ha. Cấp gáp gì về bả làm gì quê. Cái này mùa dịch có làm gì đâu, ở đây đi. Ở đây đi động với Dương Hai nè, vui. Sao? Tháng Dương Hai trả 3 triệu. Gái hình như e ghè nó im lặng là đồng ý. Im lặng, sao? Chịu không? Tháng trả 3 triệu vậy đó. Là chức từ anh em ra người 200 hết. Sao đồng ý không cả nhà? Nếu mà đồng ý thì em kêu nó lại đây đàm luôn.
về đây huấn luyện cho nó trở thành là người người con gái miền Tây đảm đang luôn. Em còn đứa cháu nữa, giờ nó mắc kẹt ở ngoài Bình Dương rồi. Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? Gì? Chè cho nước không? Chè cho nước đâu ăn hả? Dạ. Hai trứng của Nghĩa hả vậy? Dâu cải đồ ngon quá. Lên người ghé ba trứng hay nè. Cái kia rồi đó, ngượng trứng nhỏ ba trứng. Nó bụng rồi cái à. Bữa cơm vô đi anh em ơi. Chuột sắp sửa chín rồi. Thì ăn cơm cái mình kiếm những chuyện gì làm. Kiếm chuyện gì làm thì giờ nó cũng chiều rồi. Cũng đi về quá cả nhà. Thằng ăn tương ớt không? Tương ớt không chị chế ra. Ngon quá, dĩa dĩa mà rau sống rồi dưa leo luộc vịt ba trứng không vịt kìa, ta kiếm thêm ba miếng thịt nữa đi như bạn tôm đó. Nết, em mua ba miếng thịt với ba cơm nữa thôi. Quá ngon anh em ơi. Y xì luôn. Con kéo cái miếng của con ngồi nó xích vô chỗ chị Tường á, chị Nghĩa. Ừ, cái này nè. Ừ, rồi con ngồi sát chị. Con ngồi sát ở chị Thường luôn. Ngồi sát chị kìa. Đó. Rồi, cơm đây cả nhà ơi. Cơm tàu. Đồng bái cách đây ăn chặt cơm vô có bụng lắm ăn nha, sáng thì chưa ăn gì không phải không. Cơm tà bà cậu ơi, xin ngồi lập mã đất đai ăn chặt chị ăn cơm thành làm gì đó. Có quẹt có gì không hết, quẹt cơm vậy. Có cái gì vậy trời? Ừ, có mồi gì vậy? Ngon hơn cá mồi. Xả tương ớt hả? Ừ. Cay hơn cá mồi. Cay được kìa. Cơm. Cơm ơi, con cơm ơi. Mau lắm. Đợi hả cơm. Mầm bà con chứ cơm. Bà cái nhà ăn cơm. Bà cái nhà ăn cơm. Ở nhà ăn cơm. Cơm cả nhà ơi. Dương ba ngồi với cái lưng qua bên kia. Ừ, vậy đẹp trái ha. Trời ơi, cái bụi đậu. Bụi đậu này đậu đậu đũa hay vậy? Đâu? Đen. Đậu đen. Đi nha. Lột cái nón xuống nha, lột cái nón xuống con. À, đẹp trai ngồi xích cho chị Tường chút xíu coi. Ngồi xích cho chị Tường chút coi. Cơm chưa xong kiếm tấn công tới kìa. Lấy cái bó lai vô đó đốt một cái. Đốt à? Kiến hả? Ừ. Ủa mà đốt sao ăn? Tào lao chạy. Dặn quá ha. Bữa này hay mồi biển không ta? Đồ không có mát không? Từ giờ chưa đứt. Chưa đứt hả? Nó lén không đứt à?
Đây miếng măng cầu đó để ra ngoài đi. Ừ đó. Dặn nó nha. Nó kho có một miếng gì nè. Cái miếng súp đây. Một súp nữa hả? Húp một cái đi. Húp cái phỏng mỏ à. Súp chấm dưa leo phải không? Trang ăn cơm. Mà cả nhà ăn cơm. Ui. Cho một cái nữa trời. Khoảng chấm tụt. Ủa chứ mắm đó không? Thấy cái này hết trơn hả? Tụt cắm rồi. Tụt riêng gì đó hả? Coi chứ. Bạn cả nhà. Không cay luôn. Chuột nha. Đừng ớt mà cay gì nhiêu. Bẻ chuột cho. Ừ. Ăn mạnh mạnh vô đi. Ăn tự nhiên đi, có gì đâu. Chưa giờ mình mới ăn cơm, mình cơm chưa. Hay cắt đang hị đó nè, đang đốt dơm á vậy kìa. Nên hãy chuyển mưa à, hay mưa tới nè. Nhìn đi gian như trời mưa vậy trời. Như kìa. Tới rồi mấy anh ơi. Tới rồi mấy anh ơi. Tới nữa rồi mấy anh ơi. Đèn kịnh nữa trơn rồi mấy anh ơi. Không thể nào tưởng tượng nổi rồi mấy anh ơi. Ừ. Lọt không? Lọt không? Lọt không? Dắt qua cho. Cơm nè. Có được không? Không cả. Không phải. Đâu quá. Bây giờ cắt miếng lúa trọng. Easy không? Còn nguyên hiện như trời. Còn nhiều chưa? Mấy thường con qua đây con vô đồng con ăn cơm con thấy sao mấy thường? Dạ ngon. Mát mẻ hả con? Tôi không có nè. Đậu cây cũng ba ăn được. Đậu cây. Mày thư miếng hả Tượng? Con ơi, cầm nguyên chuột con mày kêu con Thư ăn chuột coi. Thư, à, nào có chịu ba những hai ăn chuột với Thư. Thôi, hai nghĩa chấm nó im nữa. Ngon nghe.
Nghĩa nãy giờ có mời ông bà cô chú chưa? Mà lớn rồi mới nghe chứ mà nhỏ đâu nghe đâu. Dương ba mời ông bà cô chú cái coi. Thì anh em cũng ăn hôm chút xíu nữa rồi cũng kiếm gì làm, không mấy về cả nhà giờ cũng chiều rồi. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha cả nhà ơi. Em cũng chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ cho chặng đời hạnh phúc bên gia đình và người thân mãi mãi luôn nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye mấy anh em. Bye.